Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV, kênh mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là ngày 12 tháng 11 năm 2020 và bây giờ thì cũng là 10 rưỡi tối rồi các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn nào chưa ưng nào sản phẩm mình có thể đăng ký kênh, bật chuông thông báo và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ thì các bạn sẽ là người xem và lựa chọn đầu tiên. Và sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay bên mình giới thiệu với các bạn là chiếc sản phẩm là iPhone 6 Plus. iPhone 6 Plus con này là bản quốc tế 64GB. Con này là iPhone 6 Plus, con này là bản quốc tế 64GB. Tình trạng pin con iPhone 6 Plus này thì là gì nhỉ? 98%. Con này thì là mình sẽ bao các bạn là màn zin. Thì là ngoại hình thì con này là ngoại hình thì còn máy còn 90%. Con iPhone 6 Plus này là tình trạng là máy là gì nhỉ? Con này thì mình sẽ bán cho các bạn với giá là 1.500.000. Và tình trạng con máy này là bị iCloud ẩn và mất vân tay các bạn nhé. Đấy, iCloud ẩn và mất vân tay. Con này thì mình sẽ bán các bạn giá là 1.500.000. Con này thì mình sẽ bao các bạn là màn zin. Nên là các bạn dùng yên tâm, pin thì pin 98%. Đấy. Con này là bản quốc tế các bạn nhé. Đấy, bạn nào thích sản phẩm iPhone 6 Plus này các bạn tham hàng được sớm nhất. Một là qua Zalo. Zalo mình dùng số này nhé. Và hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại của mình. Và giờ làm việc thì bắt đầu từ là 7 giờ sáng đến 10 giờ tối. Và đây địa chỉ cửa hàng mình gần, các bạn thể là trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng mình để là mua bán, giao lưu và trao đổi điện thoại cũ mới. Và ở xa bên mình thì có ship 3 miền. Và hình thức mua bán ở xa thì các bạn tin tưởng bên mình rồi ấy, thì các bạn phải chuyển khoản trước thì mình sẽ free ship cho bạn. Còn các bạn nào mà ở xa mà gì nhỉ? Chưa tin tưởng bên mình rồi ấy, thì các bạn phải chọn hình thức là nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán. Nhưng mà hình thức nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán thì các bạn phải cọc trước cho mình phí ship 50k, 100k và 200k tùy theo mức giá sản phẩm các bạn nhé. Đấy, con này là con iPhone 6 Plus, tình trạng mất vân tay và iCloud ẩn. Phiên bản 64GB bên mình đang bán bạn giá là 1.500.000. Đấy, các bạn mua iPhone về chơi game, xem phim, nghe nhạc cực kỳ tuyệt. Nói chung là iPhone thì dùng cực kỳ sướng. Kể cả sau này mà các bạn mà chẳng may quên mật khẩu ấy, các bạn có thể đi bivat nghe gọi cũng được, rất là ok nhé. Đấy. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình về là con này là con Samsung S8 nhỏ ấy. Đấy, buổi tối ngày hôm nay này nhà mình lại về tiếp tục được con này là con Samsung S8 nhỏ ấy. Con này là S8 nhỏ, con này là bản Hàn nhá. Con S8 nhỏ này, con này là bản Hàn, 2 SIM 2 sóng. Đấy. S8 nhỏ con này là bản Hàn, 2 SIM 2 sóng. Thì ngoại hình con S8 nhỏ này thì là ngoại hình thì còn độ trên 90%. Máy cũ rồi thì nói 99% thì nó hơi quá các bạn nhá. 98-99% thì nó hơi quá đấy ạ. Máy con này thì cũng đẹp, gọi là đẹp len keng xà beng luôn, con S8 nhỏ này. Con này thì là máy màu xám các bạn nhé. Đấy, con này thì máy màu xám này. S8 nhỏ màu xám. Thì là cấu hình con S8 này thì là phiên bản của nó là RAM 4GB, bộ nhớ trong con này là 64GB. Màn hình con S8 này thì là màn hình là tràn viền. Màn hình là tràn viền 5.8 inch. Con S8 này thì được cái là chip của này là chip Exynos 8895 nhân 8 nhân. Pin cái pin 3000 có hỗ trợ sạc nhanh. Con S8 này thì nói chung là màn hình 5.8 inch thì nó nhỏ gọn. Bạn nào mà không thích mà to quá ấy, thì các bạn mua sản phẩm S8 này được, cũng dùng rất là thích. Thì là vì màn hình của nó thì là màn hình của nó độ phân giải 2K cho hình thành hình ảnh gì nhỉ? Nói chung là hình ảnh và chất lượng xem phim thì cực kỳ tuyệt vời. Con này thì là màn hình đẹp, không ám ố hay không lưu ảnh gì. Đấy. Con S8 nhỏ này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 3.800.000. Máy Hàn 2 SIM 2 sóng các bạn nhé. Con này thì là bản Hàn 2 SIM 2 sóng. Bạn nào thích sản phẩm Samsung S8 này các bạn nhà hàng lấy sớm nhất nhé. Và tất cả sản phẩm bên mình thì là lỗi đổi một tuần và bảo hành đào 6 tháng. Nên là các bạn yên tâm. Mọi chi tiết các kiểu các bạn có thể là gửi trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng mình. Và mình sẽ khắc phục sự cố cho bạn nhé. S8 nhỏ nhé. Máy đẹp len keng nhé. Màn hình đẹp không ngàm ồ, 3.800.000. 2 SIM 2 sóng nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình lại về tiếp tục được con này nhá, là hai chiếc Oppo A37. A37 thì hôm nay nhà mình về được một đôi này. Hai con Oppo A37 này thì mình sẽ nói sơ cua qua cho các bạn. Thì là A37 thì là nó là cấu hình của nó là phiên bản là RAM 2GB, bộ nhớ trong là 16GB. Đấy. Oppo A37 của nó là RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB. Thì là màn hình con này thì nó hơn 5 inch một chút thôi. Con Oppo A37 thì các bạn cũng đã rõ về con này rồi. Con này thì mình sẽ bán cho bạn với giá là 900.000 một con nhé. Đấy.
các bạn mua về làm một máy phụ nghe gọi này, mua về tặng ông bà bố mẹ người thân hoặc các em nhỏ đi học rất ok, các bạn mua đi cầm cực kỳ nhỏ gọn. Hoặc các bạn học sinh ấy, các bạn mua những máy này được cũng 900k thôi. Đấy, 900k một con Oppo A37 nhá. Đấy, RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB. Ngoại hình thì còn độ 85-90% nhá. Đấy. Ngoại hình thì cũng còn 85-90%. Đấy, con Oppo A37 này. À, bạn nào thích sản phẩm Oppo A37 này các bạn nhanh hàng lần sớm nhất nhá. Oppo A37 thì mình có một đôi nhá. 900k một con, các bạn mua làm về máy phụ, nghe gọi hoặc là tặng ông bà bố mẹ người thân rất ok nhá. 900k một con nhá. Oppo A37 đấy ạ. Bạn nào thích sản phẩm Oppo A37 này các bạn nhanh hàng sớm nhất nhá. Đấy. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về tiếp tục được con này là con gì nhỉ? Con này là con gì nhỉ? Mình sẽ xem con này là Mi A1 nhé. Con Xiaomi con này là Mi A1. Đấy, Xiaomi Mi A1. Thì con này thì mình sẽ xem là bản bao nhiêu sim các bạn. Mi A1. À, Mi A1 thì con này là bản 2 sim. Con Mi A1 thì mình sẽ xem cấu hình cho bạn. Con này về chạy chip Snapdragon sao? Mình sẽ xem cho bạn nhé. Mi A1. Chip Snap 625x8x luôn. Pin thì là hơn 3000 này ạ. Con này là Mi A1, con này là chip Snap coi như là chip Snap coi như là 625x8x. Phiên bản là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB. Thì là màn hình con này là màn hình là 5,5 inch, Full HD cộng nhé, màn hình 5,5 inch. Thiết kế con này thì nó là bò tròn các cạnh này. Ngoại hình thì còn 90%. Đấy. Nó chỉ phải phẩy đôi chỗ thôi. Đấy, thiết kế được cái là bo tròn các góc này, chân sạc hỗ trợ một sạc tai si này. Con Mi A1 này nó là hai camera, một đèn flash và vân tay này. Nói chung là Xiaomi dùng cũng được. Con Mi A1 này thì nó đằng trước của nó là hai camera, một loa ngoài này. Con này được cái là nó chạy Android gì nhỉ? Mình sẽ xem Android như Android gốc ấy. Android này gọi là Android gốc nhá, nó như kiểu là Nokia ấy. Nói chung là giới thiệu phần mềm này. Con này là chạy Android gốc nhé. Đây. Con này phiên bản giỏi Android 8. Các bạn có thể lên Android 9, 10 cũng được. Con này đang chạy là Android gốc này. Đấy, Mi A1 này. Android gốc. Thì con này là phiên bản là RAM 4GB. Bộ nhớ trong là 64GB. Chip Snap nhé. Con Mi A1 này thì bên mình đang bán giá là 2 triệu đồng nhé. 2 triệu đồng. Máy cũng gọi là khá đẹp luôn. Đây. Con Mi A1 2 SIM 2 sóng. Bạn nào không thích, bạn nào mà thích dòng pin châu bò này, bạn có thể là mua Xiaomi cũng được. Đấy. Mà bo tròn thì các cặp rất là đẹp nhé. Màn hình Full HD cộng này. Nói chung là rất ok. Android gốc được cái rất là thích các bạn ạ. Mi A1 nhé. Các bạn hãy hàng sớm nhất nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay ấy, thì nhà mình lại về được con này là con Samsung Note 5. Note 5 thì hôm nay nhà mình về đúng một chiếc thì các bạn nhé. Note 5 thì hôm nay nhà mình về được mỗi một chiếc này. Con này thì là phiên bản màu trắng nhé. Note 5 màu trắng. Thì là ngoại hình con Note 5 màu trắng này thì là ngoại hình còn 90%. Đấy, con này là phiên bản của nó, mình sẽ xem phiên bản là gì. Đấy, phiên bản của nó là phiên bản, con này là phiên bản gì nhỉ? 920C, con này là bản công ty nhé. Con Note 5 920C, con bản công ty này thì là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB. Màn hình con Note 5 thì là màn hình của nó là 5,7 inch, độ phân giải màn hình của nó cũng là 2K nhé. Nói chung là siêu phẩm của Samsung ngày trước là sẽ màn hình là 2K. Con Note 5 này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 2 triệu đồng. Màn hình con Note 5 này thì là màn hình cũng đẹp nhé, không ám ố hay không lưu ảnh gì. Bên mình đang bán với giá là 2 triệu đồng. Đấy. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 5 này các bạn nên tham mình sớm nhất nhé, 2 triệu đồng. Máy trắng ngọc trinh nhé. Đấy. Đẹp rất là ngọc lành luôn, sao em luôn. Đây là hình nền của gì đấy, hình nền của gì mình vừa xong vào chỗ nào đẹp lắm này. Nói chung nó nhanh lắm. Nói chung nó nhanh lắm. Nó được cái là chạy RAM 4 nó cũng nói chung là cũng khá là ok. Nói chung là RAM của Samsung các bạn không phải chê nữa. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình lại về tiếp tục được cây này là cây Samsung S8 cộng. Đấy, S8 cộng này. S8 cộng thì hôm nay nhà mình về được một chiếc nhé. S8 cộng thì mình sẽ xem qua về cái cấu hình thông số của nó. Thì là màn hình con này S8 cộng thì là màn hình con này là tràn viền 6,2 inch. Đấy, màn hình là tràn viền 6,2 inch. Độ phân giải màn hình của nó cũng là 2K nhé. Thì là RAM con này là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB. Con này cũng là bản Hàn 2 SIM 2 sóng 1S8 cộng này. Màn hình thì nó là 6,2 inch. Nói chung là RAM của Samsung các bạn khỏi phải chê luôn.
bản Hàn, hai sim hai sóng thật, các bạn dùng mà không có độ mơ, độ lang, độ trễ gì. Màn hình thì con này thì là hơi ám nhẹ một chút đấy nhá. Đấy, màn hình con này thì làm màn hình thì nó là hơi bị ám nhẹ một chút thôi. Con gì nhỉ, Samsung A8, à, Samsung S8 Plus này thì là ngoại hình này, cái này là ô lô khái sim nhé, mình bỏ ra ngoài thôi. Đây, ngoại hình thì con này còn 90%, máy gọi cũng là đẹp, len keng xả beng luôn. Đấy, ngoại hình thì con này cũng đẹp len keng xả beng luôn. Đấy, màn hình thì là hơi ám nhẹ một chút thôi. Đấy, đấy. Con Samsung S8 cộng này thì bên mình đang bán cho bạn giá là 3.400.000 nhé. Đấy, pin là 3.400.000. Đấy, một siêu phẩm ngày xưa, là một thời có như là siêu phẩm ngày xưa gì nhỉ, mấy chục triệu đấy. Pin con này pin 3.500, có hỗ trợ sạc nhanh, camera cực kỳ sắc nét, màn hình nó là 2K thì bạn khỏi phải chê luôn, quá là tuyệt đẹp đấy ạ. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Samsung S8 Plus này các bạn, nhà hàng thì sớm nhất nhá, 3.400.000 cho các bạn nhé, rất là rẻ đấy. Đấy, rẻ còn hơn của S8 này cơ. Đấy, S8 mình đây còn bán 3.800.000 này, nhưng mà máy đẹp, nhưng màn hình nó đẹp, màn hình đẹp luôn, keng luôn. Con này thì là màn hình nó hơi ám thôi, nhưng mà bạn nào thích to dùng S8 Plus này cũng được, rất là sướng đấy. Đấy, tiếp theo nhá. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình đây là về con này là con Oppo F1S này. Đấy, Oppo F1S thì hôm nay nhà mình vừa mới về con này xong. Oppo F1S này thì là phiên bản nó là RAM 3GB. Đấy, RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. Màn hình con này là màn hình là 5,5 inch. Con Oppo F1S này thì bên mình gì nhỉ, đang bán gọi giá là 1.300.000 nhá. Con Oppo gì nhỉ, F1S nhá, 1.300.000 này ạ. Ngoại hình thì con này còn 85-90%. Đấy. Đấy, RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. Đấy, Oppo F1S đấy nhá. Đấy. Đấy. 1.300.000 con Oppo F1S đấy nhá. Bạn nào thích sản phẩm Oppo F1S này các bạn nhà hàng mình sớm nhất nhá. Đấy, 1 triệu này là 1 triệu gì nhỉ? 300.000 cho các bạn nhá. Đấy, Oppo F1S đấy ạ. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình gì nhỉ? Đây. Lốt 8 ám hôm nay, à lốt 8 đồ hôm nay về là một cây nhá. Thì buổi tối ngày hôm nay nhà mình về là con Note 8 đốm này. Đấy, con này là Note 8 đốm thì nó đốm hai phát ở bên màn hình này. Đấy, hôm nay nhà mình về là cây màu gold này, Note 8 đốm hai phát màn hình. Con Note 8 này thì là màn hình của nó là tràn viền 6,3 inch. Độ phân giải màn hình con này là 2K. Con Note 8 này thì là màn hình đẹp, không ngám ố gì hay không lưu ảnh gì, chỉ bị đốm hai tí ở chấm chỗ này thôi. Đấy. Và phiên bản con này là phiên bản Hàn, hai sim hai sóng, cấu hình là RAM 6GB. Bộ nhớ trong con này là 64GB. Đấy, RAM 6GB. Bộ nhớ trong là 64GB. Lốt 8 thì là mở khóa 3 tính năng, mống mắt, khuôn mặt và vân tay. Có hỗ trợ cổng sạc Type C, cực kỳ là tuyệt vời. Và hỗ trợ là bút Eiffel này nhá. Các bạn viết các kiểu, viết lách các kiểu rất ok nhá. Đấy, Lốt 8 đấy. Máy màu gold thì là ngoại hình con này thì còn 90%, trên 90% đấy ạ. Máy màu gold đẹp leng keng sáng beng, bản Hàn hay sim hay sóng đấy ạ. Thì con Lốt 8 bản ám này chồm chấm hai bên này thì mình sẽ xả cho bạn với giá là 3 triệu đồng nhé. Đấy, con này thì mình sẽ bán với bạn với giá là 3 triệu đồng đấy ạ. Đấy, nói chung là các bạn mua siêu phẩm này nói chung chỉ đốm hai tí này thôi, dùng cũng rất là tuyệt vời. Bạn nào không muốn nhìn thấy đốm có thể là vào hình đèn đen được. Nói chung là mình cũng dùng lên một tí được. Đấy, chỉ đốm ban đêm cái là hết luôn này. Hầu như các bạn vào đây đèn đen là không thấy luôn. Đấy. Đấy, bên mình chỉ bán với giá là 3 triệu đồng các bạn nhé. Con Note 8 này nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Lốt 8 đốm này các bạn nghe hàng liền sớm nhất nhé. Nói chung là dùng siêu phẩm cũng rất là ok các bạn nhé. Và hôm nay thì nhà mình về được cây này là cây Lốt 8 này, con 8 màu đen này. Con Lốt 8 màu đen này thì là màn hình đẹp nhé. Con này thì là màn hình đẹp, không ám ố hay không lưu ảnh gì. Này, con này thì là máy đẹp leng keng xả beng luôn. Màu đen này. Hôm nay thì nhà mình còn một chiếc duy nhất màu đen này nhé. Con này thì mình sẽ xả các bạn với giá là 4.700.000. Đấy. 4.700.000, con này cũng là bản Hàn, hai sim hai sóng, máy zin nguyên bản nhé. Được cái là màn hình đẹp này, quan trọng là cái màn hình đẹp này, không ám ố, không lưu ảnh gì đấy. Cũng là phiên bản là RAM 6GB, bộ nhớ trong là 64GB. Đấy các bạn, màn hình cũng độ phân giải 2K luôn. Nó 8 thì camera khỏi phải chê luôn nhé. Đấy, chỉ đừng sau Lốt 9 thôi, máy đẹp lên ngang sải beng này. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Lốt 8 này các bạn nhà hàng mình được sớm nhất chưa? Bên mình xả cho bạn với giá là 4.700.000 nhé. Đấy, máy đẹp lên keng sáng beng, các bạn dùng bọn này thì đáng đồng tiền bát gạo luôn.
bỏ ra mua sản phẩm đời mới, rồi Oppo Reno các kiểu đời mới bây giờ, là thật với các bạn dùng những sản phẩm được cái đời mới bây giờ thì kỳ đẹp thôi, mà pin trâu thôi. Mà thật với các bạn mà dùng những sản phẩm này thì các bạn thua xa những sản phẩm như này. Thứ nhất là cái màn hình rảnh bại luôn nhá, độ phân giải 2K quá là ok luôn. Đây thì nhà mình có mấy mẫu giá rẻ đây. Mấy mẫu giá rẻ thì hôm nay nhà mình về được con này là con Samsung. Con này là Samsung gì nhỉ? Hôm nay nhà mình về được con này là Samsung A7-2018 nhé. Con này A7-2018 thì hôm nay nhà mình về được con này. Con này là bản Hàn 2, bản Hàn 1 SIM nhé. Con A7-2018 này con này là bản Hàn 1 SIM. Thì là cấu hình con này là phiên bản của nó là RAM 4GB. Bộ nhớ trong con này là 64GB. Bản Hàn thì nó những bản công ty thôi. Nó chỉ khác mỗi cái là 2 SIM. Mấy 1 SIM, bản Hàn thì nó là 1 SIM. Thì là ngoại hình con này cũng khá là ok, còn 90% nhé. Đấy. Con A7-2018 này nó là 3 camera, 1 điểm flash. Anh ơi. Em nghỉ rồi anh ơi. Thôi sáng mai đi anh ơi, sáng mai đi ạ. Em nhờ mấy phút thôi. Vâng, sáng mai đi anh ơi, sáng mai đi ạ. Em lấy bây giờ nghỉ rồi, sáng mai nhờ. Em tí cho anh thêm 200 đấy nhờ. Em lấy thêm 200 đi anh. Ồ, 200 thôi anh ơi. 200 thôi. Vâng, em tí. Này, lấy 200 thôi. Thế là 1.7 triệu ấy nhỉ? Dạ. Thế là 1.7 triệu nhỉ? Vâng. Chút qua hùng cửa. Sao? Chút qua hùng cửa. Và con này thì mình sẽ xả các bạn với giá là gì nhỉ? Con màu xanh này thì mình sẽ xả các bạn với giá là 2.600.000 nhé. Con A7-2018 này 2.600.000. Đó, con này thì là màn hình đẹp, không ám ối, không lưu ảnh gì. 2.600.000 cho bạn nhé. Con này bản Hàn 1 SIM nhá. RAM 4 bộ nhớ 64GB nhá. Đâu rồi đâu. Và hôm nay nhà mình lại về được con này là con Vivo này. Con này là Vivo y gì nhỉ? Sorry các bạn, con này là Vivo i91C thì ngoại hình con này còn 90%. Pin con này thì là pin 4000, hơn 4000. Con Vivo i91C này pin 4000, hơn 4000. Màn hình con này thì là màn hình của nó là 6 inch, hơn 6 inch. Con này kiểu dùng lâu ngày là bị tì, bị chấm một tí sáng sáng đấy các bạn nhé. Đấy, con này thì mình sẽ xả các bạn với giá là 1.300.000. Con Vivo i91C này 1.300.000 nhá. Màn hình kiểu lâu ngày dùng là tì, tầm chấm sáng này, chấm vân quang sáng này. 1.300.000 Vivo i91C này. RAM 3GB. Các bạn là RAM 2GB, bộ nhớ trong là 32GB nhé. Còn Vivo i91C này 1.300.000 cho các bạn nhé. Và đây là con A8-2018. A8-2018 thì hôm nay nhà mình về được gì nhỉ? Hôm nay nhà mình về được 2 cây này. Đấy. A8-2018 thì hôm nay nhà mình về được 2 cây. Một cây màu xanh này và một cây màu gold. Đấy, là 3 cây chứ. Hôm nay mình về được 3 cây. Đấy. Hai cây này là hai cây, một cây màu xanh và một cây màu gold này. Con A8-2018 thì mình sẽ nói sơ qua qua cho các bạn này. Ba cây này của nhà mình đều là màn hình đẹp nhé. Không ám ố hay không lưu ảnh gì. Đấy, ba cây này của nhà mình là màn hình đẹp. Không ám ố hay không lưu ảnh gì. Đấy. Thì là ba cây này của nhà mình đều là bản Hàn 1 SIM nhé. Ba cây này của nhà mình đều là bản Hàn 1 SIM. A8-2018 này. Đây là khay SIM các bạn nhá. Mình sẽ bỏ khay SIM ra. Đây, khay SIM thôi. Con này thì là cấu hình là RAM 4GB, bộ nhớ trong con này là 32GB. Đấy. Màn hình con này thì là màn hình của nó là 5.6 inch nhá, Full HD cộng.
Con này thì cầm rất nhỏ gọn và rất là chắc chắn. Con A8-2018 này thì là hai cây này thì mình sẽ xả cho bạn với giá là 2,4 triệu nhé. 2,4 triệu nhé. Máy đẹp, ngoại hình thì còn 90/90%, 2,4 triệu các bạn nhé. Có hỗ trợ cổng tay sạc tay xi này, dùng rất là thích đấy. Và con này thì là ngoại hình thì là vỏ cũng phải theo thời gian đấy. Vỏ có chày bốn góc theo thời gian nhé. Đấy. Con này là bản Hàn một sim. Con này thì mình sẽ xả cho bạn với giá là 1,800,000. Con này thì là màn hình đẹp, không ám ố, không lưu ảnh gì, 1,800,000 cho các bạn nhé. Đấy, con A8-2018 này, con này là 1,800,000. Và con hai con này là 2,4 triệu các bạn nhé. Đấy, rất nhiều máy ra rẻ cho các bạn lựa chọn đấy. Đấy, và tiếp này đây. Và cuối cùng buổi tối ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn là chiếc con này là con chiếc Soli EZ đấy, Soli EZ đấy. Soli EZ này. Con này là Soli EZ. Soli EZ thì này thì các bạn cũng đã rõ rồi. Cấu hình con Soli EZ này là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. Thì con Soli EZ này thì bên mình đang bán các bạn giá là 1,500,000 các bạn nhé. Soli EZ màu đen này là 1,500,000. RAM 3GB, bộ nhớ trong con này là 32GB nhá. Đây là sản phẩm cuối cùng bên mình rồi. Thì là vài bây giờ cũng muộn rồi, và buổi tối ngày hôm nay thì bên mình cũng về ít mẫu sản phẩm tỏi cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn nào xem video nào các bạn bên mình, các bạn ưng sản phẩm bên mình, các bạn nhấc máy lên hệ trực tiếp mình đặt hàng, và gần các bạn gần một chỉ cửa hàng mình, các bạn có thể là qua trực tiếp giao lưu và mua bán. Và ở xa thì bên mình có ship ba miền nên các bạn yên tâm. Và tất cả sản phẩm bên mình thì lỗ được một tuần và vài 6 tháng. Và các lời khuyên của mình, các bạn đi mua hàng online không thì các bạn là nên đi mua hàng online. Tại vì mua hàng online thì các bạn ngồi tại nhà, các bạn có thể là xem và lựa chọn điện thoại mình thích, và bên mình sẽ ship cho bạn. Và bây giờ hẹn lại clip vào tối ngày mai các bạn nhé.